Hi, xin chào các bạn, tôi trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì hôm nay mình sẽ trở lại với cái cuộc phiêu lưu và đi thu phục thêm Pokemon nữa. Oh, ở trên đây nó có em Pyco nè. Pyco, sao mình tìm ở trong search ta? Để mình xem thử nó như thế nào. À, cái con này hả? Pyco, lượm 10 luôn. Cấp 30. Bấm lộn em Gyarados ra rồi. À, chúng ta sẽ dùng em này để mà bắt. Dùng Incineroar để mà bắt thôi. Whipball mình còn có mấy quả rồi. Tập trước tiêu hao quá là nhiều Whipball rồi. Đó. Và lần này thì em Pyco rất là dễ dàng để mình thu phục luôn. Bên đây còn một con nữa nè. À, để mình qua xem thử đánh con này có rớt chỉ không mà mình tìm nó ta. Hình như là đánh rớt chỉ sao á. Wow. Ui, nó có nội tại còn một máu luôn kìa. Con này ghê nha. May đi con. Ui, nó rớt. Đúng rồi, nó rớt cho mình chỉ nè. Ồ, bên đây có thêm một em Pikachu nữa nè. Trời, con này mình chưa có luôn. Sẵn bắt con Pikachu này luôn. Con này thì khá là nhỏ ta. À, sẵn để mình cấu máu nó một tí cái đã. Ồ, còn kia còn hình như một em nhện màu trắng nữa kìa. Con nhện hay là con bọ màu trắng gì đó. Nói chung thì để mình bắt con Pikachu trước đã. Whipball. Mỗi trận chúng ta sẽ sử dụng được một quả Whipball thôi. Không thành công rồi. Ở đây thì mình sẽ dùng luôn quả Safari Ball nha. Ồ, thành công ngay, quá đã. Ồ, à, có cái con đó là cái con Ninkenda các bạn ơi. Và như mình cũng chưa có luôn. Ninkenda lượm mày luôn bằng Liverpool nha. Ở đây có một em đi lên mùa thu hả ta? Mùa thu hay là mùa xuân vậy? Nhìn rất là đẹp luôn. Nên cây nào đã được bắt rồi. Em đi lên này thì mình sẽ bắt nó luôn nha các bạn. May quá, cấu nó còn một xíu máu thôi. Dùng Whipball tiếp thôi. Còn 4 quả Whipball nè. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Whipball. Và lần này thì thành công rồi. Còn em Ninkenda và Pyco nè. Mình sẽ xóa tên mấy em này dần dần nha. Đầu tiên là xóa Pyco cái đã. Ninkenda và em Pikachu nữa. Ok. Caterpie. Con này mình có rồi. Circuit đây nè. Mình sẽ xóa tên mấy con này đi luôn. Con này thì mình có hết rồi. Caterpie, Metapod cũng có luôn. Ngoài ra còn con Circuit nữa. Permi. Hồi mấy con này có hết luôn rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi ra biển và đi câu cá trong ngày hôm nay luôn nha các bạn. Dùng em Swan nè, bay cho nó nhanh nè. Bây giờ mình sẽ đi ra biển. Ở đây mình đã đóng sẵn mấy cái con thuyền rồi. Sẵn đi ra biển luôn. Ồ, cái con Suana này nó đậu trên thuyền luôn nè. What? Ôi, ghê nha. Mình sẽ chở nó ra vùng Ocean và Deep Ocean này luôn. Đây có vùng Deep Ocean nè. Ta sẽ đi sâu sâu một tí đi. Sao nó thành vùng Ocean lại rồi? Ôi ôi, ta sẽ tiến hành đứng đây câu cá nha các bạn. Cái Aurus này thì trong tập trước là mình có nè. Ây da. Ồ, hình như câu cá nó không được các bạn ơi. Chúng ta hình như bị vướng cái em Swanna này rồi. Và khi mà câu trúng Pokemon cũng như là đồ vật á, thì mấy cái cần câu này nó sẽ bị hư nha các bạn. Còn bình thường thì nó sẽ không có bị hư đâu nha. Đó, phải thu nó lại. Thu nó lại thì chúng ta sẽ có một cái cần câu bình thường. Chứ không nó sẽ bị hư hao đó. Rồi, tập này đi câu cá luôn. Ồ, được em Magic Cap nè. Em này có rồi. Nó cứ ám mình hoài vậy. Magic Cap hay mày dứt nó. Chúng ta sẽ tiếp tục. Thì mình sẽ tiến hành câu cá ở đây nha các bạn. Ồ, đây đây. Ồ, em này mình chưa có. Washi washi. Hòa tên đã vậy. Lượm mày luôn bằng Dive Ball nha. Dive Ball.
Dive này thì chúng ta có thể dùng để mà bắt những em Pokemon mà đang ở trong nước nha các bạn. Nó có mang thể nước hay không nhưng mà ở trong nước là được, chỉ cần như vậy thôi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục câu. À da, thì mình nghe nói dùng cái Aurora này nè, chúng ta có tỷ lệ là 1/1.000 để mà câu trúng một cái good, một cái good rod á, tức là một cái cần câu tốt á. Trời, mình đang xài cần câu cũ đây nè, tại vì mình không có que của vĩ lửa, nó cứ cần ba cái que của vĩ lửa chúng ta mới mới có được một cái good rod lận. Hay thì là đáng buồn mà. Ok, bây giờ mình sẽ ở đây và tiếp tục câu thôi. Golden hả? Con này mình chưa có. Ai da, Ember nó phát nữa coi. Ember mày phát nữa nè con. Rồi. Trời luôn. Tiếp tục dùng Dive Ball thôi. Cái này thì dùng Dive Ball là nó sẽ tăng tỷ lệ rất là cao đó các bạn. Đây là những em Pokemon đang ở trong nước mà. Quá tiện, quá tiện. Sala được rất là nhiều. Rất là nhiều Pokemon mới luôn nè. Ồ, Wishy Washy. Con này lại thêm con này nữa. Ok, tiếp tục coi thôi các bạn ơi. Mấy con Hải Âu nó bay quá chừng luôn kìa. Ồ, lại em Golden nữa nè. Trời ơi mày luôn ý con. Mấy con này có rồi mà cứ theo bên ngoài. Chúng ta sẽ tiếp tục câu. Không biết mình có đủ may mắn để mà được một cái good rod trong ngày hôm nay hay không. Trời ơi, mình thì đang còn cái good rod để mà câu mấy cái super rod. Super rod thì nó câu dễ dàng hơn các bạn ơi. Câu bằng mấy cái cần câu này nó hơi bị buồn. Ok, để mình kiếm cái con mà con Lycanroc màu cam. Nó nằm đâu vậy ta? Lycanroc màu cam. Bên này không có. Bên này cũng không có luôn. Nó đang giữ cái IPC của mình đó, nên mình phải tìm. Nè, đợi mình một chút nha. Nói chung thì các bạn cài cái gói mod như mình thì có thể sử dụng được. Ồ, đây nè. Lycanroc màu cam. Có thể sử dụng được cái lệnh sạc PC ấy các bạn. Chúng ta sử dụng cái lệnh này. Khỏi còn cái PC luôn. Nó rất là tiện. Đây là cái lệnh của Pixel Extra đó các bạn. Ồ, đây Carvanha. Đây là cá răng kiếm hả? Cá hổ chứ. Đây là những con cá mà nó nguy hiểm ở vùng.
Ồ, Magic Cap. Tôi sẽ giúp mày luôn nha con, Magic Cap nè. Ok. Bộ cái heo phát rồi, chúng ta sẽ xuống dí nó luôn. Đây đây đây, nó đây rồi. Mày. Ui, quăng hụt rồi các bạn ơi. Quăng chúng đi. Trời ơi, quăng hụt rồi. Cố lên, cố lên. Đó, nó đang quẹo qua đây nè. Quăng chúng một phát nè. Ồ. Đây là Deosmite. Wow, cũng ngon nha. Deosmite. Lụm mày luôn nha con. Dive Bomb thôi. Con này nhìn khá là đẹp. Nói chung là lạ vừa đẹp, nên mình sẽ lụm luôn. Ồ, khó thu phục vậy ta. À, tiếp tục là Dive Bomb thôi. Cứ ở dưới nước là mình Dive Bomb mà xả. Dive Bomb, cổ lên nào. Phá. Ui, không thành công luôn. Khó ăn quá, khó ăn quá. Dive Bomb tiếp tục nha. Dive Bomb, cổ lên. Cái này là mình hồi hộp các bạn ơi. Và lần này thì yes, thành công rồi. Ồ, lại làm Sealot nữa. Sealot hoài nha. Cứ dụ dỗ tôi nha. Chúng ta sẽ tiến hành trồi lên. Chiếc thuyền của mình đâu rồi ta? Chiếc thuyền của mình đâu rồi? Ây da, ây da, hết không khí. Đáng sợ thiệt. Ở đây rồi. Chiếc thuyền đây rồi. Bơi qua, bơi qua. Lên thuyền nè. Rồi, lại tiếp tục câu cá tiếp thôi các bạn ơi. Tập hôm nay là tập câu cá để mà gặp cái good rod mà. Còn nếu không có thì mình sẽ sử dụng những cách khác nha. Ta đang đang chơi ở chế độ bình yên á, nên không có mấy con place. Nên không thể có good rod. Mình có thể đánh những cái con khác nữa. Nhưng mà mình tìm thì nó không ra, nên bắt buộc phải đi câu cá. Chúng ta sẽ thử cách một là câu cá, cách hai thì sẽ nữa các bạn sẽ biết nha. Golden nữa hả? Giết mày luôn nha Golden. Mấy con này mình có hết rồi. Lần này thì được con gì đây? Lần này được con gì? Sao lâu quá vậy ta? Magic Cap. Hết Golden. Washi Wishi là Magic Cap nữa. Wishi Washi chứ. Riết riết rồi đọc lẹo lưỡi con đó luôn. Trời ơi. Lại là mấy con này nữa. Cứ theo mình hoài nha. Cứ theo tôi hoài vậy trời. Tha cho tôi đi mà. Ồ, Tentacool. Con khác nó đã vào thế chỗ rồi. Đây là con mực. Tentacool. Ồ, lại là raw fish nữa. Trời ơi. Cứ câu như vậy hoài là chết luôn đó. Thôi mình sẽ tiếp tục câu thôi. Lưu sát các bạn ơi, chúng ta dùng cái ô rod này mà cũng câu được lưu sát nữa nè. Ui, mình lại tưởng một cái super rod. Mà quá ngon rồi. Cái này mà nó cũng câu được nữa, quá là xịn luôn. Con gì băng nữa. Quá đã. Thế là đã có thêm một cái lưu sát rồi. Chúng ta sẽ cố gắng sưu tập được 10 cái để mà có được một cái lưu ọt. Lưu ọt. Cái đó thì có thể dùng để mà Menafi các bạn ơi. Mình đang câu cá ở đây gặp em Menafi nè. Đó, các bạn thấy không? Nãy giờ mình đứng câu khá là nhiều luôn đó. Đây, thông báo nó xuất hiện đây. Ok, cùng đi và gặp nó thôi các bạn ơi. Thì kiếp lưu ọt nãy mình nói á, có thể dùng để mà đưa con Kyber về hình dạng nguyên thủy. Rất là ngầu luôn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ quan tâm em Legendary Menafi này thôi. Ây da. Để mình cưỡi bằng cái con Gyarados kia đã. Không, mình hết hơi. Cưỡi con này liền. Không là hết hơi ngay. Dí theo con Menafi nào.
Nó ở đâu vậy? Ừ, đây rồi, mày hả con Manaphy? Đây, mình sẽ chuyển qua con Incineroar để mà chơi nó cho dễ nha các bạn. Manaphy hả mày? Ồ, nó dùng bubble beam với mình kìa. Nó dùng bắn tia nước ra đó. Chúng mình là con Pokemon hệ lửa đó chứ. Trời ơi, đau thì là đau nha. Ui, nó lại bắn tiếp. Hiệu ứng skill rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, xịn nha. Sider, cố lên Sider. Mình sẽ cố gắng câu máu nó từ từ nha. Ui, nó bắn cái bước bộ biêm này thốn thiệt các bạn ơi. Nó rút máu từ từ á, cực kỳ đau luôn. Và cái bước bộ biêm này nó có thể critical rất là đã luôn á. Rồi mình quyết là phải thu phục được cái em Menafi này cái đã. Em Legendary thứ hai của chúng ta. Rồi, máu như vậy là đủ rồi. Sẵn lụm mày luôn bằng Whipball trước nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng Whipball thôi. Whipball thẳng tiến. Whipball, cho nó thấy sức mạnh đi. Chưa được 1 giây nữa các bạn ơi. Nó lại boost cái gì cho nó kìa. Bây giờ mình sẽ dùng tiếp quả Dive Ball nha. Dive Ball. Lần này thì phải cố lên mới được. Dive Ball. Và chúng ta đã bắt được em Manaphy rồi các bạn ơi. Mình cùng về nhà cái thôi nha. Dạ, đâu rồi, đâu rồi, nhà đâu rồi, thề là bọt về nhà cái nào. Rồi chúng ta sẽ cùng xem em Manaphy này cái đã. Manaphy. Đâu rồi Manaphy của tôi. Đây, nó ở đây. Menafi. Lụm mày luôn nha con. Để mình sẽ tiến hành đổi nó qua đi. Đó. Menafi. Quá ngầu luôn hen. Ok. Ở đây mình sẽ tiếp tục đi bắt những con Pokemon khác nha các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đi phiêu lưu. Ở đây là Cascoon. Cascoon. Này, con này nó cũng rất là chỉ nè. Mình tìm rất là nhiều con để rơi ra chỉ luôn đó. Nhưng mà chủ yếu đánh con Sirkit thôi. Sirkit nó xuất hiện phổ biến hơn mấy con này nhiều. Ồ, Cascoon này cũng khó bắt quá ta. À, nhắc mới nhớ con Incineroar của mình đã đạt được cấp 42 rồi. Nó tăng thêm được 2 cấp đó. Cascoon. Và lần này thì ui, không thành công luôn. Nó lại boost tốt cho nó nữa kìa. Tiếp tục là Liverborn thôi. Wow, có vẻ nó vẫn chưa chịu khuất phục con Incineroar nha. Và khuất phục rồi đó. Quá ngon luôn. Ta sẽ xóa cách cool đi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục phiêu lưu. Ở đây mình gặp thêm em SCQ nữa nè các bạn. Ồ, SCQ. Lượm mày luôn nha con. Ồ, con này cũng khó bắt quá vậy. Cấp 15 thôi mà. Trời ơi. Hấp dẫn nha. Bắt mày luôn bằng Dust Ball đi con. Ui, vẫn không thành công các bạn ơi. Ồ, con này có vẻ bắt khó hơn mình tưởng đó. Trời ơi. Cho Manaphy ra cho mày sợ nha. Thì con Manaphy này nó cũng level 50 luôn. Hồi nó cũng ngang với level của con Kido. Trời ơi. Chán nha. Tala, thêm em SCQ nữa rồi. Hôm nay có một con Vonbit nữa nè. Vonbit. Ủa đây 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 nó đây. Giết mày luôn nha con. Con này mình có rồi và hình như nó cho chỉ. Vonbit, ta sẽ xóa tên nó đi. Đó. Vonbit nè, ngon. Tia Linh mình có luôn rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục đi ra biển thôi. Chúng ta sẽ thẳng hướng biển. Ồ đây đây. Ồ em gì đây? Em chó sói gì đây? Ồ cái tên cực kỳ khó đọc luôn. Pochina. Pochina. Ok, thành công liền. Quá đơn giản luôn. Ồ trên đây còn em gì nữa đây? Hình như con này là Cloncher nè. Mình nhớ mà. Tại vì trong những season trước mình có giao chiến với con này. Ồ bên đây có một con Pokemon gì nữa nè. Ủa nó hình như giống con Sam vậy á. Mà nó vẫy cái tay luôn kìa. Con Cloncher đang bị cháy các bạn ơi. Chết mày rồi nha con. Launcher đang cháy hả?
Sẵn thu phục mày luôn nha. Whipple. Cố lên nào Whipple ơi. Và lần này thì có thành công dễ dàng luôn. Quá ngon. Giờ mình sẽ lên tìm cái con Sam hồi nãy. Đây, nó đây. Cái tên rất là khó đọc luôn. Mình sẽ đặt tên dưới đây là bãi biển nha. Beach. Beach. Ở đây. Pikumuku hả? Pikumuku. Trời ơi. Cái tên đậm chất Nhật Bản nha. Lụm mày luôn bằng Dustbone quá. Dustbone. Bấm lộn quá này rồi. Trời ơi. Ui, quả này không có tác dụng. Ui, nó lại giơ tay nó vẫy chào mình nữa kìa. Con này láo nha. Cho mèo phát Liverpool nữa nha con. Và lần này thì mày vẫy chào nó đi. Quá đã luôn. Ok. Ôi da. Mình lại bấm lộn nữa rồi. Ở đây nó có mấy em là Whelmer nha các bạn. Đây. Đây là con cá voi Whelmer. Mình sẽ đi thu phục mấy con này luôn. Nãy giờ thấy mấy con này nó bơi quá nhiều quanh mình rồi. Bên kia có một con Sharpedo nữa kìa. Con cá mập. Để giờ mình lượm cái con cá voi này trước. Đây con cá voi nó nhỏ thôi. Whelmer. Các bạn có nhớ cái bình tưới nước bằng cá voi không? Đó, nó làm theo con này nè. Quá hay luôn. Lần này thì thành công dễ dàng. Đây, còn em Sharpedo nữa kìa. Lượm mày luôn nha Sharpedo. Nó có ngôi sao trên trên đầu nó kìa. Sharpedo. Lụm mày nè. Sắp đi đâu. Ôi, một hit phát. Nó còn chết luôn. iPhone thẳng tiến. iPhone. Có cái con cá trái tim nó bơi qua nữa kìa. Yes, thành công ngay. Quá đã. Mình sẽ... Đây ra. Bơm thêm dưỡng khí. Chứ không là chúng ta sẽ bị ngạt thở đó các bạn. Dưới đây còn con nào nữa không ta? Thế chúng ta phải để một cái dịp khác rồi đi qua đây thu phục sao. Đó. Nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là tìm cái good rod nha các bạn. Để mà sau này có mấy cái super rod. Thôi, chắc mình bỏ cái thuyền này luôn quá. Lụm mày luôn nè con. Ok, cùng đi trở về nhà thôi các bạn. Về nhà thôi. Thì cái cách câu cá bằng ô rod để mình tìm good rod nó khó quá rồi. Bây giờ mình sẽ xuống địa ngục để mà tìm luôn cho nó máu. Địa ngục đây thì nó cũng có một cái mon nữa đó. Đây là heo hả, địa ngục. Leo, mình đã chuẩn bị hết mấy con với mon hệ lửa rồi. Xuống đây chúng ta sẽ sử dụng cái external move của nó, tức là cái kỹ năng mình có thể dùng bên ngoài. Ở đây các bạn có thể dùng cái phím G theo mặc định. Các bạn thấy không, forage. Các bạn có thể nhìn lên góc góc phải của màn hình ở trên đó, ở trên cao đó. Đó, nó có cái từ forage đó. Ở đây mình sẽ kiếm những cái chỗ mà có netherrack đó. Netherrack thì quá nhiều luôn. Bữa đây nó cũng có một cái mod nữa nè, Houndour. Houndour, lụm mày luôn nha. Houndour, Houndour, Houndour nè. Trời ơi, khó thu phục nha. Để mình thu phục mấy con này trước khi mà sử dụng external move cái đã các bạn. Lần này quá đơn giản luôn hàng. Rồi, sẵn thu phục thêm mấy con nữa. Địa ngục thì nó khá là tối. Trời ơi. Đó, có thêm một em hệ lửa nữa rồi. Mình đang cần rất là nhiều em bốn mon hệ lửa để mà xuống đây sử dụng. Phải xuống tìm Netherrack và sử dụng External Move thì nó mới được nha các bạn. Ok, nó. Con kia nó không phải. Con kia hệ bóng tối. Chán nha. Đây, thay bằng con kẹo dẻo lên chứ. Ok, ở đây có con Ghastly nữa kìa. Giết mày luôn nha con Ghastly. Lên cấp rồi, Lame Prower. Mình sẽ thay bằng Emperor nha các bạn. Thay bằng Emperor luôn. Lame Prower, một skill cực kỳ mạnh mẽ.
Ok, ngon nha. Quá ngon luôn. Đợi trên đây còn thử có gì hot nữa nha các bạn. Trên đây có gì hot hay không? Ôi ôi, đây không có Pokemon luôn. À đây đây đây, Slugma. Con này mình chưa có luôn. Lậm mày luôn bằng Whipple. Mình không hết Whipple rồi. Thôi ôi, hết Whipple rồi làm ăn gì đây? Liverpool thẳng tiến. Cố lên Liverpool. Ô thành công luôn kìa. Quá ngon. Ở đây mình gặp thêm một em. Đây là Houndoom nha các bạn. Con này thì khi đánh nó chúng ta sẽ nhận được một cái que của quỷ lửa, nhưng mà vì mình chưa có nên là mình sẽ bắt nó luôn. Mình thì đang cần ba cái que của quỷ lửa để mà chế tạo một cái Good Rod. Có Good Rod thì mình mới đi cầu mấy cái Super Rod lận. Ồ, nó khá là khó khăn với mình luôn. Ok. Hum How đâm. Trời ơi, con này khó thu phục quá các bạn. Ây da, đổi qua Swan ai cho mình sợ như con. Ôi nhớ nó đốt mình luôn kìa. Con này láo nha. Houndoom. Trời ơi, khá là khó thu phục các bạn ơi. Chúng ta phải kiên trì một xíu, dùng Timer Ball đi. Timer Ball cho nó sợ. Ôi vẫn không thành công luôn. Khó nha. Ơi, con này tốn bon của mình quá đó. Timer Ball tiếp nè. May là tôi có đem nhiều Timer Ball đó nha. Ôi ôi vẫn không thành công. Ghê thiệt. Tiếp tục là Timer Ball. Lần này mà không thành công nữa đi. Ui, thành công nữa thì tôi dùng Thunderbolt tiếp. Ghê quá. Tiếp tục là Thunderbolt nữa nè. Và lần này thì... Ồ, quay xa xa có cái Pokemon gì kìa. Ồ, vẫn không thành công nữa các bạn ơi. Hay, chúng ta sẽ đổi qua con khác đi. Mình sẽ cấu máu nó đi. Dùng Pack này nè. Đó, cấu máu cho mày sợ. Tao nó mới sợ thôi. Tao muốn thu phục trong bình yên mà không chịu hả? Ủa, sao không ăn phát là được luôn. Đánh một phát nó sợ liền. Con này sẵn hệ lửa mình cũng lấy ra luôn nha các bạn. Đủ 6 con hệ lửa rồi. Trúng ở dưới đây là Nidorak nữa. Chúng ta có thể thoải mái dùng mấy cái External Move rồi. Chính xác là dùng cái Forest thôi. Đó là kỹ năng External Move mặc định của tất cả các Pokemon luôn đó. Tức là nó đi tìm kiếm đó các bạn. Đây, ở đây có con đây gì đây? Poniard hả? Ponia các bạn ơi. Trời ơi. Ở đây có con Wubat bị cháy nè. Wubat. Pet, Wubat hả? Bị cháy hả mày? Cấu máu luôn nha con. Con hào đu của mình nó ghê nhỉ. Nó có chút ẻo à, nó sung quá. Rồi. Ổn rồi đó, mình sẽ thay con này để mà thu phục luôn nè. Ta dùng thử Liverpool coi nào. Liverpool. Ồ, có con thằn lằn gì nữa kìa các bạn. Ồ, con này lạ. Con này con gì đây? Nhìn khá là lạ các bạn ơi. Salandis. Trời ơi. Tên căng vậy, Salandis. Thằng lằn hệ độc các bạn ơi, nó làm mình bị dính poison nữa kìa. Con này ghê quá. Sống ở dưới địa ngục luôn. Đáng sợ thiệt. Thành công ngay, quá hay luôn. Ok. Qua đây có con Torkoal nữa kìa. Và con sếp ai nữa, đúng không? À, sếp ai hay sao á? Nếu mình nhớ không nhầm. Đây là Sable ai. Sếp ai. Lụm mày luôn nha sếp ai. Wow, con này trâu máu nha. Trâu máu hả? Chơi mày luôn chứ. Chơi mày luôn nha con. Rồi, đủ rồi. Bắt nó bằng Dust Ball luôn nha các bạn. Mình nghĩ là nên dùng Dust Ball ở đây. Tại vì ở đây không có mặt trời. Và Dust Ball nó thành công thiệt các bạn ơi. Hay thật. Để mình sẵn mình qua thu phục cái con Torkoal này luôn nha.
Cho kết hả mày? Mày hả mày? Bác nói tiếp. Wow, bác nó ít máu quá. Thôi chúng ta sẽ cố gắng mà bác tới nó từ từ. Bác là kiểu như là mổ đúng không ta? Trời ơi. Cố gắng chơi nó từ từ. Ui, con này nó làm mình bị dính độc nữa chứ. Nó có skill hay độc cơ. Ghê nha. Tiếp tục bắt nó thôi. Ui, nó cũng cấu máu mình đau quá các bạn ơi. Cứ cấu qua cấu lại hai đứa xíu nữa cũng chết rồi. Ok. Rồi, cấu nó một phát nữa thôi. À da, cấu nó hụt rồi. Làm lại phát nữa. Nó cũng hụt luôn rồi. Bắt mày phát nữa. Rồi có cái con Oracle. Rồi nó đẩy mình vào lửa rồi. Mình bị cháy rồi các bạn. Chết tôi rồi. Trời ơi. Nó là mình cháy luôn kìa. Đó, thu phục thành công rồi. Nhưng mà mình bị cháy. Chắc ta sẽ chết ở đây. Ok. Chắc mình sẽ quay lại chỗ đó đi. Đi ngủ một phát. Ngủ một phát rồi quay lại sao? Đó. Ngon. Tiếp tục quay trở lại địa ngục các bạn ơi. Địa ngục nó khá hấp dẫn ha. Nhóm tác giả đã rất là khéo léo khi cập nhật Pokemon ở dưới đây nè. Ok. Ở đây cái em Ponyard nè, mình sẽ thu phục nó luôn. Hồi nãy quên chưa thu phục nó. Ponyard. Ponyard hả mày? Mày hả mày, cứ phép nó. Chúng ta sẽ cấu máu từ từ. Ờ không thì pow. Pow thì pow. Peck. Mình cứ đánh chiêu nào nó khó mình chiêu đó à. Cái con này đậm mày luôn bằng Dust Spawn nha các bạn. Mình cảm giác là quả Dust Spawn dưới đây nó kiểu như là 100% vậy các bạn ơi. Rất là chắc luôn. Ok, thêm một em Pokemon nữa rồi. Trên đây còn em nào nữa hay không? Ây da, không còn em nào nữa hết ta. À đây đây đây, Ponyard. Lại con này. Mình sẽ đánh nó để mà kiếm thêm sắt và aluminum. Con này rất là tiện luôn đó. Mình đã tắt shader rồi. Tại vì nó khá là tối với mình. Mình quay clip thì nó không có tối. Nhưng mà mình chơi nó tối lắm. Thôi ôi. Ở đây mình sẽ sử dụng mấy cái external move của bọn này nha các bạn. Đó, ta sẽ bấm G nha. Đó, nó rớt ra thạch anh rồi kìa các bạn. Còn cái con chim thì không thể dứt dùng ở đây. Ô, con Rulai nó đã cho mình cái que lửa nè. Vậy chúng ta chỉ cần hai cái que lửa đó thôi. Đó là tác dụng của external move khi dùng Pokemon hệ lửa ở dưới Nidorak nha các bạn. Quá ngon. Đây mình cũng sẽ tiếp tục. Nó cho mình sinh Storm Shark à. Ủa con này lại cho mình quay lửa tiếp. Hai cây rồi. Quá đã luôn. Mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Đó, và cây quay lửa thứ ba nó cũng đã tới rồi. Chủ yếu là cái con Rowlite nó cho mình quay lửa. Nó là tuyệt đối thôi. Rồi đi về đó bạn ơi. Cuối cùng cũng đủ cho cái nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Đi về. Đi vào chế tạo thôi, đây là tất cả những gì mình có. Sau khi đi câu cá và cũng như là dùng mấy cái external move nè. À, chúng ta cũng có thể dùng external move của Pokemon hệ nước. Dùng ở dưới nước nha các bạn. Chúng ta cũng có thể có phần trăm khi mà có được mấy cái wood rod. Nhưng mà mình sử dụng hoài nó không có. Nó cho mình toàn là fishing rod thôi. Nên mình phải sử dụng cách này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chế tạo. Chế tạo. Đây là good rod. Cuối cùng thì cũng có được cái cần câu tốt rồi. Đỡ phải dùng mấy cái old rod nữa. Rồi. Đỡ cơ khổ đấy các bạn ơi. Good rod cuối cùng cũng đã thu